Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Hay là chạy qua cho nó rồi nhỉ? À, nó đang chạy qua với mình này. Mày chạy qua với anh à? Ok, thiên nhiên, xanh mộ cho em ơi. Tính chạy qua với em mà ngon rồi. Ui, cái đậu xanh. À, đậu xanh. Đâu vậy? Ui, đâu vậy? Ok, xanh mộ nhà em. Cứ kèo một đứa này. Một đứa chạy qua này. Làm gì mà ghê vậy hả? Mình sợ bạn rồi đấy nhá. Đây, mình cuốn máu cái đã nào. Có biết là nó bắn vào đuôi có việc gì không nhỉ anh em? Hên xui các bạn ơi. Làm gì vậy em ơi? Chạy à? Ok, headshot cho em ơi. Tính chạy với anh à? Thanh niên, xanh mộ rồi nhà em. Đây, kẹo sẽ cuốn máu cái đã. Đó, cuốn máu cẩn thận nha anh em. Xuống nha các bạn ơi. Thế là thừa một cái nòng súng à. Ok, lên luôn phía trên nha anh em. Chỗ gốc cây này có người thì phải này. Ơ không có. Đây đây, hóm sang ngay đây. Rồi các bạn ơi, lượm thêm chút máu đây. Bên này sẽ là gì đây? Uầy, có luôn MP40 nhá, quá đã. Let's go, cùng kẹo đi săn mạng nào nha em ơi. Mình sẽ qua phía này. Đây, đổi qua Scar chưa nhá. Cầm Scar xây cũng ổn mà các bạn ơi. Bom keo này. Bom keo thì nó là một cái thiết bị. À đâu, nó là một cái ta gọi là gì nhỉ anh em? Một cái trang bị khá là cần thiết nhá. Kẻ đang có đó là 7 túi máu này. Và chỉ có 2 cái bom keo này là sẽ cố gắng kiếm thêm nha anh em. Thêm nhiều bom keo mới sống dai được. Liệu choáng cũng là một cái trang bị khá là ngon đấy. Vì là nó mới ra mắt nên là anh em sử dụng không có nhiều ấy. Ui, thằng nào gã ra gọi chào vậy? Chỗ nào vậy? Bên này à? À ok, thấy nó rồi các bạn ơi. Choáng cho em ơi. Ui, choáng cho em ơi. Xanh mộ rồi nhà em. Nhiều trang bị ngon nhỉ. Tuyệt vời các bạn ơi. Đây, mình sẽ lượm thêm bom keo nha anh em. Thêm bom keo này, thêm lựu đạn này. Tuyệt vời. Chắc là mình sẽ quay lại cái hòm sắt cũ để mình lượm thêm được đạn súng tử liên nha anh em. Let's go. Qua phía hòm sắt 1.5 này chúng ta sẽ lượm thêm được đạn súng tiểu liên nha các bạn. Ok. Hòm sắt này thì phải này. Đó, có 2 băng tiểu liên. Lượm một băng nữa này, ngon. Ở đâu? Lượm tận 2 băng đi anh em ơi. Vì là bây giờ thì kẹo đã có được 3.3 rồi mà anh em. Thế là lượm đạn thoải mái nhá. Đó, tuyệt vời. Nhanh bây giờ đi kiếm xe để dễ đi săn mạng nào. Con xe kia trộm vẻ nát quá nhỉ anh em. Nên là nếu mà đi xe thì kẹo đi bộ còn hơn nhá. Đi bộ nha anh em ơi. Cùng nghe từng chân nào, từng chân này. Có người ngay đây. À, ngay phía đầu là anh em ơi. Ok, let's go. Chỗ này nữa hả? Đậu xanh em ơi. Xanh mộ cho em ơi. Mày dình thằng kia à? Dình dập ghê vậy. Ok. Mình vừa lượm thêm bom keo nha các bạn. 6 bom keo rồi nhá. Cho nó lựu này. Ôi, nó vừa nhảy xuống các bạn ơi. Ui, chắc là bên này à? Phải không vậy? Nó nhảy chỗ nào vậy anh em ơi? Kẹo chưa thấy nữa này. Một quả lựu choáng lên coi. Không thể nó chạy. Thế cho 3 quả lựu thừa này. 3 quả lựu thừa này em ơi. Chạy đi em ơi. Không chạy hả em? Nó chỗ nào rồi? Chỗ tầng 3 nữa hả? Tầng 3 thì ghê rồi các bạn ơi.
Mình nghe từ từ chân đâu đó. Chắc là chân nóng nhà. Nóng nhà phải không anh em ơi? Đây ngay phía dưới này. Ngay phía dưới này. Đậu xanh. Làm gì vậy em ơi? Ui cái đậu xanh. Làm gì vậy em ơi? 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 Xanh mộ cho em. Trời ơi thiên nhiên. Tưởng chơi với kẹo mà dễ à đây. Kẹo sẽ quần máu cái đã anh em ơi. Đó quần máu luôn vào ngay nhá. Bây giờ thì mình mới chỉ có được 6 kill thôi các bạn ạ. Giảm thanh này ngon. Trang bị cả giảm thanh luôn nhỉ. Quá đã. Ui phía sau có người này. Phía sau có người các bạn ơi. Quần máu luôn nha anh em. Ơ cái đậu xanh. Người đâu rồi vậy anh em? Người đâu rồi vậy em? Chưa thấy nó đâu cả. Đây. Kẹo sẽ ăn cái nâng giáp cái đã anh em ơi. Nâng lên giáp 4.5 nha các bạn. Quá đã. Ui phía trên còn người cơ à? Kẹo cái nó thẳng dưới coi. Không thấy. Thế lên phía trên luôn nhỉ anh em. Let's go. Lên chân này luôn. Từ chân này. Ồ oh. Đậu xanh đi rồi. Đậu xanh đi rồi. Ui. Đậu xanh đi rồi. Ui. Đậu xanh đi rồi. Ok. Và mình sẽ bơm máu luôn các bạn ơi. Và thôi. Bơm máu tuần máu lắm. Mình sẽ xem mày ăn nấm thôi. Ăn nấm cho đỡ tuần máu các bạn ơi. Đây. Chỗ này không phải nấm à? Thế qua về chỗ khác coi. Ở kia có một chiếc xe motor truck nhà các bạn. Xuống luôn nhá. Lấy tạm xe motor truck đi cũng được không sao cả anh em ơi. Cũng ổn nha. Lấy con nào các bạn ơi. Đây. Lấy con xe motor truck chạy luôn này. Còn lại 14 đứa nữa các bạn ơi. Let's go. Cùng kẹo đi sa mạc anh em. Sẽ đã xong rồi em. Phía trên này con nào anh em ơi. Uầy trên này thì kẹo chưa thấy ai cả đấy. Vắng thế nhỉ. Thế vòng qua mấy con này coi. Chắc là sẽ có người các bạn ơi. Chưa thấy ai đâu nhưng mà thấy nấm này. À không phải nấm hầm xác anh em ơi. Hòm sắt thằng này không có máu này. À một đứa này. Chạy ngay đây à? Em ơi làm gì vậy? Mình chạy với anh à? Ui. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ui. Làm gì vậy em ơi? Làm gì vậy? Xanh mộ buồn chưa bạn ơi? À một đứa. Có giỏi xuống đây em ơi. Nào xuống đây. Xuống đây anh cho xanh mộ bây giờ. À nó phá xe mình nữa này. Ui. Phá xe kẹo cả để coi. Ui ui. Bắn căng thế. Chết tầng 2 à? Không thấy các bạn ơi mà nó lại xảy ra mãi trưởng. What the hell như này kẹo chịu rồi. Như này thì mình chạy thôi các bạn ơi. Thế để xem. Lút thêm máu này ok. Sau túi máu này. Mình sẽ tiếp tục lút thêm máu nha anh em. Câu lượt lên phía trên coi, chắc là có người đấy. Chắc là có người đấy. Kẹo không chắc nữa anh em ơi. Qua tạm đây coi. Thằng nào nãy giờ bắn mình đấy nhỉ? Chưa thấy anh em ạ. À đây. Ngay chỗ tầng 2 tầng gì. Let's go các bạn ơi. Xem nó chạy đi đâu. Ở đâu cơ. Ngay chỗ tầng 2 này các bạn ơi. Nó vừa chạy xuống nhá. Anh em nghe thấy tiếng chân nó chưa? Không thấy vậy kẹo chạy qua đây này. Ăn tạm cái nấm ba củ nha các bạn ơi. Kéo phải người không vậy? Không phải người là ba lô thôi. Như vậy hiện tại còn lại 10 đứa này. Mình sẽ nhanh chóng kiếm xe anh em ơi. Kiếm xe săn người mới dễ nhá.
Thế qua phía trường học coi xem là có xe nào hay không em ơi. Đấy đấy, có một con xe có độ 4 chỗ, xe này chỉ nát thôi rồi nha em ơi. Chắc là thôi, chứ còn chạy xe này tí cho nó lại sấy cho thì thôi xanh mộ anh em ơi. Tôi lại đang sớm. Ơ, có xe à? Ở đâu có thính này? Có thính này anh em ơi, chạy qua luôn này. Qua luôn và không phải ngại gì nhé. Đây các bạn ơi, kẹo đang có được 10 kill rồi và đang có là 7 mắt xem nha. Nào, quầy nó là thính AWM, buồn ghê ta anh em. Chỗ này không chạy được vào này. Thế mình đứng tạm trong nhà canh bọn nó nhá. Canh cho nó chạy qua lúc thứ nhá anh em ơi. 11 bom keo rồi nha, không lo thiếu bom keo nha các bạn. Mình sẽ đây và chờ đợi một xíu nha. Đây, đang ở trong UAV rồi các bạn ơi. Ở đâu? Mình ở rìa cái UAV ấy. Uầy, thế lên trên hẳn luôn, sao phải ngại ai đây. Lên hẳn phía trên đồi luôn nha. Let's go. Uầy, chạy trên dốc này hơi khó nha. Thính phía dưới chưa có ai ăn cả này. Đậu xanh. Uầy đậu xanh. Uầy đậu xanh. Đâu rồi bạn ơi, chạy đâu rồi? Chạy nhanh vậy ai chơi. Thế từ anh em ạ, thằng kia nó chạy nhanh quá. Nó chạy mất tiêu rồi ấy. Ok mình đứng tạm đây. Chưa thấy nó các bạn ơi. What the hell, vào trong đây em ơi, đừng ở ngoài nữa. Ở đây, à đây rồi, à đây rồi, ui. À đây rồi các bạn ơi, à đây rồi các bạn ơi, ui. À đây rồi các bạn ơi, ui. À đây rồi các bạn ơi, ok. Thế là xong, có được bạn thứ 9 này. Thế còn thằng bên kia đâu? Thôi kệ, cứ chạy qua lượm sao nào cái đá các bạn ơi, rồi là tính sau nha. Cứ lượm thêm đạn xuống trường cái đá đấy, tí còn có cái mà sấy này. Ui, bom keo này. 15 bom keo này. Ui, thằng nào chạy đi em vậy? Thật đi ghê rồi nha em ơi. Ui, hẳn là chơi súng máy tỉa cả. Gắt vậy. Nào để coi anh em ơi. Thằng nào chơi súng máy tỉa vậy? Ghê vậy, ai chơi hả anh em? Ui, nó ngay trong nhà. Phải không vậy các bạn ơi? Đậu xanh không thấy nó. What the hell? Nó đâu vậy nhỉ các bạn ơi? Pha này hơi căng nha. Nó lại căng quá nhỉ anh em. Không thấy nó đâu cả anh em ơi. Gắt vậy. Gắt vậy ai chơi hả các bạn ơi? Ui còn lại là 7 đứa nữa này. À nó sau chỗ bông keo anh em ơi. Thế có khi là mình ở tạm dưới là mình sẽ an toàn nhá. Ở tạm chỗ này đi. Ok. Một đứa ở phía này này. Bắn nhau ghê vậy. Ở đâu cũng có người nha các bạn ơi. Đây này. Đây này em ơi. Ui xanh mộ rồi nhà em. Từ đâu cơ? Ui, bảy đứa này. Thằng nào cứ nhảy lên nhảy xuống nhỉ anh em. Kẹo chưa biết vị trí của nó cơ. Ui, gắt vậy các bạn ơi. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống thôi. Chắc là mình ngồi tạm đây. Xuống đây chắc an toàn anh em ạ. À đây. Ui cái đậu xanh, ui mày chạy à. Ui mày chạy à, ui mày chạy à, ui mày chạy à, chạy hả em. Thằng nào vượt cứ lựa choáng anh em ạ. Ngay phía kia à, phải không vậy? Kẹo không chắc đang cơ anh em ơi, thì căng quá nhỉ. Ui ngay phía trên này. Ngay phía trên này các bạn ơi, ui.
Mình đứng tạm ở dưới à? Ok. Đông người phải ai chơi? Đông người phải ai chơi? Ui. Đông người phải ai chơi? Nào. Đông người phải ai chơi? Ui. Em ơi chạy đi em. Em ơi chạy đi em. Em ơi chạy đi em này. Chạy đi em này. Ui chạy đi. Nào. Chạy đi. Ui chạy đi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Nào. Tính chơi với kẹo à? Cùng màu quá đã các bạn ơi. Ghê quá ghê quá. Cùng nó nhanh luôn nha anh em. Lại ba đứa này. Ui. Có lẽ nó con đạn nào MP10 không vậy? Có đạn MP10 không vậy? Không có đạn MP10 các bạn ơi. Ui. Này ai chơi chạy nhanh chạy nhanh. Chạy bắt thôi nha em ơi. Ui. Đừng xé mình bạn ơi, đừng xé mình sợ bạn ơi, đừng. Đừng xé mình bạn ơi. Nào để coi. Ui, nào để coi. Nào để coi. Ui, nào để coi. Nào để coi. Ui, nào để coi. Ghê vậy anh em. Ghê vậy anh em. Ui, ghê vậy anh em sao chơi. Mình đang ngồi bo rồi các bạn ạ. Quần máu nào. Ok, bo đẹp quá. Xíu đai anh em ơi. Đứa vật chạy qua này. Ui, nó đai rồi. Ui, hồi hộp cái gì các bạn ơi. Ta quân quấy ở ngay kia. Ăn lựu đại không em ơi. Mình còn mỗi 3 quả bông keo thôi. Ui, đây này, làm gì nhau. Đây đây em. Làm gì nhau, nào. Có giỏi qua đây em ơi. Có giỏi qua đây nào. Có giỏi qua đây nào. Có giỏi qua đây nào. Chạy đi. Tính không chạy à? Tính không chạy à? Tính không chạy à? Tính không chạy à? Ui. Ok nhân giống nha các bạn ơi, tuyệt vời. Tôi 113 kill. Ăn mừng nào nha em ơi. Ui dồi ôi. Ngon nha. Chó cũng ăn mừng luôn này. Tuyệt vời nha em ơi. Tôi 113 kill nhé anh em. Anh em thấy ghê chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.